Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được, lại thêm những vụ án mạng xảy ra nữa rồi các bạn. Và đây là một vụ án rất là thương tâm, vì cha ruột của mình đã dùng dao xuống tay với một người con trai 26 tuổi rồi bỏ trốn và đã bị bắt. Một vụ án đã làm chấn động tỉnh Quảng Ngãi trong những ngày qua. Thưa các bạn, nghi phạm sát hại con trai 26 tuổi bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tại huyện là miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ là ông Phạm Văn Tùng, sinh năm 1974, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Phạm Hoàng Hải, 26 tuổi, cùng ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, con trai của là ông Tùng. Và ngay khi là gây án sát hại con trai của ông, thì ông Tùng trốn chạy bằng xe máy đến sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020. Khi đang trên đường trốn chạy tại là thị trấn Ba Tơ thì bị các lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự công an và công an huyện Ba Tơ, công an huyện Tư Nghĩa phối hợp bắt giữ. Trước đó là tối ngày 2 tháng 1 năm 2021, giữa ông Tùng và con trai là Hải xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Tùng cầm dao đâm Hải trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Và sau khi gây án, ông Tùng dùng xe máy để tẩu thoát. Và ngày hôm nay, hung thủ sát hại người con trai của mình đã bị bắt. Thưa các bạn, và liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, người dân thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của là ông V, sinh năm 1987, sau đó là tiếng kêu cứu của bà T, mẹ ruột của là ông V, sinh năm 1963. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân qua nhà của bà T thấy nhiều vết máu nên trình báo với cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện là bà T bị sát hại dã man, cơ thể không còn nguyên vẹn. Lúc này V tiếp tục la hét, cầm dao ra sức là chống đối nên lực lượng công an rất là khó khăn để khống chế đối tượng. Thông tin ban đầu, V từng điều tra về bệnh tâm thần là ở tập trung, sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục là uống thuốc là điều trị. V còn có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Những ngày qua là tỉnh Quảng Ngãi xảy ra những vụ là án mạng rất là kinh hoàng và đau lòng, vì người thân trong gia đình đã sát hại lẫn nhau. Con giết mẹ, cha giết con, càng ngày mình thấy càng ăn trật tự xã hội càng rất là phức tạp. Nên tôi cũng mong là gửi cái video này tới quý vị và các bạn để nắm bắt được những tình hình rất là phức tạp trong thời buổi hiện nay tại là Việt Nam của chúng ta, để mà đề phòng, cảnh giác và hiểu biết thêm những cái thông tin bổ ích. Và tiếp theo, một người đàn ông tự cắt của quý là ném xuống bồn cầu. Vừa qua thì trong nước Việt Nam của mình, tôi cũng là gửi tới các bạn một người đàn ông ở Thanh Hóa bị hai vợ chồng đã cắt của quý của mình. Nhưng ngày hôm nay thì câu chuyện này lại xảy ra tại nước Mỹ, và người đàn ông tự lấy dao và cắt cổ quý của mình. Thưa các bạn, cảnh sát thành phố New York, Mỹ mới đây cho biết một người đàn ông sinh sống tại căn hộ là ở Mỹ đã tự tay cắt đứt cổ quý của mình và ném vào bồn cầu. Ngày 30 tháng 12, một người đàn ông 50 tuổi sinh sống trong một căn hộ đã tự tay cắt đứt cổ quý và ném vào bồn cầu. Cụ thể,
Vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, người bạn cùng phòng của ông đã liên lạc với cảnh sát để báo về việc người đàn ông này tự tay là cắt cái cổ quý của mình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành triển khai đến căn hộ trên và phát hiện một người đàn ông bị thương ở tay phải. Người này thừa nhận ông đã tự gây ra vết thương ở tay của mình. Sau đó, người đàn ông 50 tuổi còn nói thêm rằng ông đã tự tay cắt cổ quý của mình và ném nó vào bồn cầu ở tầng trên căn hộ. Thật là khủng khiếp các bạn ạ. Và theo đó, nhân viên phản ứng xác nhận dương vật của người đàn ông đã mất và họ trông thấy máu là linh láng trong nhà tắm ở tầng 2 căn hộ. Ngoài ra, nhân viên y tế cùng tìm thấy một phần của quý bị cắt bỏ của người đàn ông. Trả lời cảnh sát, người đàn ông cho biết ông bị rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt nhưng đã từng uống thuốc trong vài tháng trở lại đây. Hiện lực lượng chức năng thành phố New York đang tiến hành điều tra thêm và tìm cách giải quyết vụ việc. Thưa các bạn, không biết thế nào mà dùng dao để cắt luôn cổ quý của mình. Cái vụ việc mà một người đàn ông cắt cổ quý của mình ở tại Thanh Hóa làm là dư luận rất là quan tâm. Vì hai vợ chồng, ông chồng chỉ nghi là người đàn ông kia có quan hệ tình cảm với vợ mình và chặn đường lại, ép buộc, khống chế và bắt vợ mình dùng dao cắt cổ quý của người đàn ông kia và giục cổ quý mất luôn các bạn. Sau đó là người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng không nối lại được vì là mất cái cổ quý rồi, là vĩnh viễn trở thành là thái giám. Và ngày hôm nay thì nước Mỹ thì ông này là tự tay mà cắt cái cổ quý của mình đó. Và trong thời gian qua thì các bạn thấy trên đất nước Việt Nam của chúng ta xảy ra rất nhiều vụ án mạng thương tâm, rất là thương tâm, sát hại, thậm chí là có nhiều cái thảm án. Đó là vừa rồi xảy ra tại là Bình Dương, hai nhóm là ẩu đả nhau và một nam thanh niên đã dùng dao sát hại 3 người chết tại chỗ và 4 người cấp cứu. Rất rất nhiều, ngày nào cũng là lên là cập nhật thì mới thấy là tình hình khá phức tạp. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành, đã ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.